Em xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì chúng em sẽ hướng dẫn các bác một cách đấu loa để làm sao cho an toàn nhất cho cái bộ dàn của các bác. Và thực sự đây là một cái nỗi gọi là cái sơ suất của các bác rất là nghiêm trọng, rất là nguy hiểm, dẫn đến cái tình trạng là bị cháy loa hoặc là cháy cục đẩy hoặc là cháy âm ly, cháy đẩy liền vang. Đấy, nó chỉ do một cái lỗi là các bác không để ý thôi. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là nhìn vào nhé. Đầu tiên thì các bác muốn đấu loa thì chúng ta sẽ phải nhìn vào cái con đẩy liền vang hoặc là cục đẩy của các bác. Đấy, ví dụ như mà bình thường các cái lỗi bình thường, ví dụ như các bác có hai cặp loa. Đấy, hai cặp loa. Đấy, và thường thì các bác hay đổ song song đúng không? Đấy thì các bác không để ý đến đây. Các bác nhìn này, cái con đẩy liền vang này nó chỉ chạy ở chế độ là 8 cho đến 16 ohm thôi, 8 cho đến 16 ohm. Nhưng mà các bác hai cặp loa thì các bác lại hay đấu song song. Đấy, song song thì nó có hai cách đấu. Một là các bác có thể chụp hai cái dây loa làm một, các bác đấu vào đây. Đấy, sau đó thì chia ra hai dây làm hai loa. Và cái cách thứ hai tức là các bác đấu từ ví dụ như đây. Đấy, các bác cuộn hai dây loa làm một này, sau đó các bác lại đấu vào đây. Đấy, và dây còn lại thì các bác sẽ đấu lên trên loa trên này. Thì chính vì như vậy thì cái loa của các bác đang đấu là song song đúng không? Mà song song thì chúng ta sẽ trừ đi 8, trừ đi thì chúng ta sẽ trừ 4, chỉ còn 4 thôi. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn là 4 ohm. Thì 4 ohm thì ở trên cái con đẩy công suất này, đấy, chúng ta lại không chạy được ở trở kháng 4 ohm, dẫn đến hiện tượng là các bác khi bác sờ ở đây nó cực kỳ là nóng và nhanh hỏng. Đấy, nhanh hỏng. Đấy, và có thể là hỏng luôn. Đó, thì cái cách đấu này là cái cách đấu mà các bác là áp dụng nhiều nhất. Đấy, áp dụng nhiều nhất, và thật sự là nó nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm khi mà các bác vô tình là các bác không để ý vào đây, là họ đã có hướng dẫn cho chúng ta là con đẩy này nó chạy được ở trở kháng bao nhiêu ohm, đúng không ạ? Thì đó, thì đây là một cái lỗi cực kỳ là nghiêm trọng luôn mà ít anh em là quan tâm tới. Đấy, đấy, các bác chỉ tìm cách làm sao này cho nó đấu dễ nhất, đúng không? Đấu dễ nhất. Đấy, thì với cách đấu này thì chắc chắn là bộ dàn của các bác là sẽ rất là nhanh hỏng. Đấy, thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta đấu hai cặp loa này để chạy mát máy, đấy, không lo hư hỏng và an toàn nhất, thì chúng ta sẽ phải đấu như thế nào ạ? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đấu nối tiếp rồi, đúng không ạ? Bỏ cái cách đấu bên kia đi, bên kia là chúng ta đang đấu sai, đó chính là cách đấu là song song. Còn bây giờ chúng ta hai cặp loa thì chúng ta sẽ phải đấu nối tiếp để cho nó lên thành 16 ohm nhé. Ví dụ loa này của em đang là loa 8 ohm này. Đấy, các bạn nhìn thấy loa này loa 8 ohm nhé. Và cái loa dưới này, đấy, loa dưới này nó cũng là loa 8 ohm. Em sẽ quay cho anh em nhìn này. Đó, loa này của em là loa 8 ohm, và loa trên nó cũng là loa 8 ohm. Vậy thì 8 cộng 8 sẽ là 16 ohm, đúng không ạ? Hoặc là anh em loa 6 ohm chúng ta cũng có thể đánh được. Loa 6 ohm thì chúng ta vẫn phải đấu nối tiếp như thế này. Đấy, 6 ohm chúng ta vẫn phải đấu nối tiếp này. Đấy, trừ khi loa của các bác là hai loa là 16 ohm, hai loa 16 ohm thì các bác sẽ đấu cho em là song song như thế kia. Đấy, hai loa 16 ohm thì chúng ta sẽ đấu song song thì nó sẽ về là 8 ohm. Đấy, thì các bác sẽ trừ đi nhá, đấu song song là chúng ta sẽ trừ, đấu nối tiếp là chúng ta sẽ cộng. Đấy, thế thì để trên thị trường bây giờ loa 16 ohm thì rất là ít. Đấy, rất ít loa 16 ohm, đa phần nó là loa 8 ohm. Đấy, và các bác sẽ nhìn vào trở kháng của con cục đẩy hoặc là đẩy liền vang và trở kháng của loa. Đấy, và trở kháng của loa. Đấy, để chúng ta có thể là ghép đấu làm sao để cho nó hiệu quả nhất. Đấy, thì bây giờ thì đấu nối tiếp thì như thế nào? Đấy, cũng nhiều anh em cũng chưa biết cách đấu nối tiếp thì bây giờ em sẽ hướng dẫn qua nhé. Tiện đây em sẽ hướng dẫn luôn. Đấu nối tiếp thì các bác vẫn dùng một sợi dây dương vào dương. Đấy, sợi dây loa của bác nhé, sợi dây dương sẽ vào dương, sợi dây âm sẽ vào âm. Và cuối cùng em đã phải lấy dây hai màu để cho các bác dễ nhìn rồi này. Cuối cùng nhá, thì chúng ta sẽ đấu như thế này. Các bác nhìn này, một sợi từ cục đẩy hoặc là đẩy liền vang vào cọc dương của loa một, và sợi còn lại thì sẽ vào là cục âm của loa 2. Đấy, tuy nhiên nếu như các bác chưa đấu dây này thì chắc chắn là nó sẽ là không lên được tiếng, đúng không?
Đấy thì bây giờ muốn lên tiếng thì chúng ta sẽ tiếp tục. Bên cạnh này thì chúng ta lúc đấy thì chúng ta đang dư ra một lỗ này, lỗ âm đúng không? Một sợi này vào dương rồi. Đấy, thì chúng ta đang dư lỗ âm thì chúng ta các bác sẽ kết nối vào lỗ âm thứ ba. Đấy. Và sợi đầu còn lại nhé thì các bác sẽ đấu tiếp tục vào bên dương. Đấy, sợi này chúng ta sẽ dương vào loa 2 và đầu còn lại là vào loa 1 là sẽ vào âm. Đấy. Thế như thế này thì trở kháng của nó sẽ lên là 16 ôm. Vậy là cái con đẩy này chúng ta đánh là an toàn này. Yên tâm quá rồi, đúng không ạ? Đó, thì cái lỗi này là cực kỳ là nghiêm trọng nếu như anh em mà không để ý. Đấy, các bác ghép vào song song là coi như là cả cái con này của các bác là sẽ hư luôn. Đó. Thì khi mà chúng ta có hai loa thì các bác phải để ý nhé. Đấy, có một loa thì không nói làm gì. Một loa thì chúng ta đấu trực tiếp rồi. Đấy, đấu trực tiếp rồi thì nó vẫn ở trường kháng 8 ôm thì nó vẫn trong cái phạm vi an toàn. Còn hai loa thì các bác phải để ý cho em. Đấy. Hai loa thì các bác để ý cho em là đâu là cách đấu để cho nó an toàn nhất cho bộ dàn của mình. Vì khi các bác đã mua thiết bị về rồi, khi các bác đã mua loa, mua cục đẩy liên vang về rồi thì lúc đó tài sản là của các bác rồi, đúng không ạ? Và chúng ta phải sử dụng như thế nào để cho nó an toàn nhất, nó hợp lý nhất và hiệu quả nhất thì lúc đó là chúng ta sẽ áp dụng bằng cách là chúng ta sẽ nhìn vào trở kháng của cục đẩy hoặc đẩy liên vang và nhìn vào trở kháng của loa để làm sao chúng ta ghép được làm sao nó an toàn nhất. Đấy, thì đây là cách đấu rất là đơn giản thôi, nhưng mà rất là ít anh em là để ý, cho nên là dẫn đến cái việc chập cháy đấy, rồi độ bền nó không được cao. Đó. Nên là trong cái video này em hướng dẫn mà các bác mà có chỗ nào mà chưa hiểu hoặc là các bác muốn góp ý thêm thì hãy comment bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái hệ thống kết nối âm thanh đấy, hướng dẫn cho anh em mới chơi hoặc là anh em chưa hiểu thì họ có thể đọc được và họ sẽ hiểu hơn các bác nhé. Và em cũng luôn luôn là lắng nghe tiếp thu ý kiến từ các bác. Đấy, các bác có ý kiến đóng góp gì thì hãy comment dưới phần bình luận. Và xin chào các bác.